con xem thành tích học tập của con. Bố chưa bao giờ thấy con lên điểm 8. Học hành thế này không biết có thi được tốt nghiệp cấp 3 hay không đây. Là máy tính bảng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế dành riêng cho học sinh, SmartPad T3 sở hữu kho ứng dụng nội dung giáo dục độc quyền trị giá nhiều tỷ đồng do nhà sách Nhân Văn đầu tư phát triển. Nổi bật là hệ thống ứng dụng lớp học video từ cấp 1 đến cấp 3, gồm nhiều bài giảng đứng lớp của giáo viên các trường điểm, trường chuyên. Video dựa theo giáo trình chuẩn sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo được thu hình và cập nhật thường xuyên. Theo đó, các bài giảng này được đồng bộ cùng với giáo trình giảng dạy tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại nhà trường. Các mảng này đều tập trung các điểm trọng tâm, đặc biệt phần mềm tiếng Anh bằng màn hình flat thiết kế độc đáo riêng cho các em, từ chữ cái đến phát âm, từ khẩu ngữ đơn giản đến đối thoại thông qua các hoạt cảnh sinh động giúp các em yêu thích tiếng Anh. Phần này cũng được thiết lập với 30 cuốn sách khẩu ngữ tiếng Anh gồm 1.000 đối thoại thường gặp, 500 câu theo chủ đề cuộc sống, giao tiếp, thương mại, tín dụng, du lịch. Một ứng dụng thú vị khác trên SmartPad T3 giúp học sinh cải thiện khả năng học ngoại ngữ, đó chính là bộ từ điển điện tử gồm 23 quyển từ điển giá trị như Việt Anh, Việt Pháp, Việt Nhật được tích hợp trên màn hình cảm ứng. Từ khi có chiếc máy tính bảng học sinh này, mọi người rất ghen tị với con vì con học rất giỏi. Tại thị trường Việt Nam, SmartPad T3 tự hào là máy tính bảng học sinh hai nhân đầu tiên của ngành giáo dục điện tử. SmartPad T3 có thể vận hành song song hai hệ thống Android 4.2 và hệ thống học tập, lên mạng, Wi-Fi, nghe nhạc, xem phim, đọc sách hay chơi trò chơi, giúp trẻ em vừa học vừa chơi. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng thông thường. Tiếng Anh của cháu bây giờ thanh thoát lắm, trong trường, trong quận cũng được nhiều giải thưởng, cháu xuất sắc, tôi cũng được hãnh diện. SmartPad T3 chính là người bạn công nghệ lý tưởng cho các bạn học sinh sinh viên chinh phục mục tiêu học vấn trong một môi trường giáo dục toàn cầu như hiện nay. Giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc, sản phẩm được bảo hành 1 năm, bảo trì vĩnh viễn. SmartPad T3, đầu tư một lần, hiệu quả dài lâu.